một tình yêu bao la như một đời yêu. Mệt đứt hơi lao sao ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao nắng quay về thôi. Hạt lòng anh cho ngày lên tính khói. Bà con rất vui khi nghe tên bác sĩ quay trở lại đây. Tôi phải cảm ơn mọi người vì đã luôn đón nhận tôi mới đúng chứ. Bác sĩ lúc nào cũng giúp đỡ chúng tôi, nên ở đây luôn là nhà có bác sĩ. Cảm ơn. Nhưng điều kiện sinh hoạt và trường học ở đây sẽ thiệt thòi cho bé Thương lắm đó chị. Chắc là không sao đâu, con bé sẽ nhanh chóng thích nghi thôi mà. À, hôm nay nhà có bác sĩ sẽ xong đó. Vậy thì tốt quá, cảm ơn mọi người. Sắp tới anh phải đi xa một thời gian, anh sẽ gửi lại đứa nhỏ về quê cho ông chăm sóc. Anh đi đâu? Anh đi tìm Phúc. Thì anh cho em đón ngay đứa con về nha. Nhà đã xảy ra quá nhiều chuyện, em có thời gian không? Em làm được mà. Chứ ra em vẫn thường hay nói với em là con cái mới được sống chung với ba mẹ. Thì cũng được. Để anh nói Hồng đưa hai đứa nhỏ lên cho em. Khi nào em cần á, thì cứ gọi nó sẽ trông giùm em. Dạ. Thôi nè, còn chuyện này em biết anh định nói gì mà. Anh cứ nói với luật sư tiến hành các thủ tục đi. Để có thông báo anh sẽ gọi cho em. Dạ, thưa ba, anh đi học. Chuyện học hành con sao rồi? Dạ, được lắm ba. Ba yên tâm nha. Tại vì chưa kết thúc việc học nhưng mà con được ở lại trong danh sách làm việc rồi. Con cũng đừng có chủ quan quá. Dạ. Hân nè, suốt đêm qua chị hai con không ngủ đúng không? Dạ. Chị cứ rai rứt về chuyện để cho anh Thường ra đi trong cô độc đó ba. Con cố gắng thuyết phục chị hai con nha. Nó cứ như vậy hoài thì làm sao chịu nổi. Dạ. Còn vụ án của con thì sao rồi? Dạ, dạ, vụ án của con đã kết thúc rồi mà ba. Con không cần phải giấu đâu. Khi bà hỏi như vậy có nghĩa là bà biết tất cả rồi. Con đang đợi ngày ra tòa. Chắc là tháng sau đó ba. Dù con thế nào
thì gia đình vẫn luôn ở bên cạnh con. Con hiểu không? Dạ. Ba nhờ tôi hỏi chị, có thể để hai đứa nhỏ ở chơi với ba mấy ngày nữa được không? Ừ. Thì có gì vài ngày nữa rồi tôi sẽ nói từ nhỏ. Cảm ơn chị. Tôi có máy đây. À, chị Hân nè. Có chuyện gì vậy? Gần đây chị có gặp anh Kiệt không? Lần nào tôi gọi cho ảnh, anh cũng say là nhè hết á. Tôi muốn lên coi ảnh nhưng mà kẹt mấy đứa nhỏ quá tôi không chạy đi. Tôi sẽ đi tìm ảnh, rồi có gì gọi cho cô. Cảm ơn chị. Chào cô. Chú à. Chú cái gì? Biết mấy giờ rồi không? Giờ này còn gọi hả? Thank you.
Hưng à, người yêu bây giờ là Phúc. Xin lỗi. Hưng, chúng ta có thể làm bạn tốt với nhau được không? Ba và em gái của anh, anh lo cho anh lắm đó. Anh sẽ gọi điện cho họ. Anh định cứ như vậy hoài hả? Thôi, để anh đưa em về. Xét thấy bị cáo đã thành thực khai báo và tích cực khắc phục hậu quả, tòa tuyên án bị cáo Trần Ngọc Hân 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Em tới rồi. Sao vậy? Sao nhiên họ thường ra đây? Chị Phúc đã về rồi. Thiệt hả? Đây là chuyện vui mà sao anh lại? Chị về là để tạm biệt mọi người. Tối nay chị sẽ đưa bé Thương sang Canada và không bao giờ trở lại nữa. Anh có cản chị lại không? Anh đã cố rồi nhưng mà không cản được. Rồi bây giờ chị ở đâu anh? Chị Phúc đang ở nhà nói chuyện với ba. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao tự nhiên lại khóa máy lúc này chứ? Em gọi cho ai vậy? Dạ anh Kiệt. Không được đâu.
anh đã hứa với chị Phúc là không được cho anh Kiệt biết chuyện chị về đây. Thì anh có nói đâu, em là người nói mà. Chị ba hả? Em có sao vậy hả? Kiệt kìa, anh mau đi tìm chị Phúc đi anh Kiệt. Anh mau đi tìm chị đi. Để em đưa đi bệnh viện, em bị chảy máu rồi nè. Em không sao đâu, anh đừng có lo. Anh mau đi tìm chị đi, chị đang ở nhà đó. Nếu không sẽ không kịp đâu, chị sắp đi xa rồi. Không được đâu, để em đưa em đi. Em đã nói là không sao mà, anh đi đi. Anh đi đi mà. Nếu như anh không đi thì anh sẽ không bao giờ gặp lại chị ấy đâu. Chị ấy sắp đi nước ngoài rồi, chị sẽ không về nữa đâu anh Kiệt à. À. Anh đi đi. Đi đi. Đi đi mà. Em đừng đi. Phúc, Phúc, Phúc. 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 Phúc à. Phúc à. Phúc. Tìm được chị Phúc cho anh. Cô ấy đã bỏ đi rồi. Cô ấy không cho anh cơ hội. Anh thực sự mất cô ấy thật là hơn ngờ. Cái gì? Anh Kiệt. Anh Kiệt à? Thank you.
Phúc ơi, chị Phúc. Con đứng đi chờ mẹ một tí nhé. Dạ. Chị là kẻ ngu ngốc. Chị, người anh thiệt yêu là chị. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã chọn được rồi. Anh ấy chọn chị. Mọi chuyện đã quá muộn rồi. Đừng có tự hành hạ lẫn nhau như vậy nữa được không? Chị, anh Kiệt và con gái của chị là một gia đình. Chị đừng có tự tay mình phá hoại đi hạnh phúc gia đình của mình như vậy nữa. Hai đứa con của chị và anh Kiệt cũng là một gia đình. Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Chị không cần anh ấy nữa sao? Cần chứ. Nhưng tôi có lòng tự trọng của mình. Chúc chị và anh ấy hạnh phúc. Khoan đã. Chuyện gì? Tại sao chị lại làm như vậy? Tôi thích. Tôi muốn mình là người thu phục cao thượng. Bị sao vậy? À, em không sao. Em chỉ bị trầy chút xíu thôi. Mà sao bị trầy? Có chuyện gì hả? Nói chị nghe đi, có chuyện gì rồi hả? Chị Hai à, em của chị thật sự đã trưởng thành rồi. Thường á, mấy người mà tự nhận là mình trưởng thành á là chưa có trưởng thành đâu cô nương. Em thật sự đã trưởng thành rồi đó. Phúc ơi, em không biết chắc khi nào mình sẽ quay về. Anh sẽ đợi em. Bao nhiêu lâu anh cũng sẽ đợi em. Đang ở đâu vậy Nhân? Anh đợi em xíu nhé. 3 phút nữa em có mặt. Em nhanh lên đi. Anh còn phải về công ty họp nữa đó. Dạ. Cho ly cà phê đen. Anh uống nóng hay đá? Lỡ chị xuống trễ. Còn nấu món gì nữa không chị phụ? À, dạ. Còn mấy món mà anh Hai đang nấu dưới. À, vậy thôi để chị xuống dưới phụ ảnh. À, em bày trái cây lên cúng bay em chị nha. Chị. À, xin lỗi em xuống trễ. Để em phụ anh nha. Em không cần phải xuống đâu.
Em ra đợi công ty với chị Hai chứ? Anh đã nói với em rồi, nếu như mình muốn thì chuyện gì mình cũng sắp xếp được mà. Đây, anh ơi, xem rau đủ chưa này. Hồng ơi. Dạ. Em thấy Hân đâu không? Chị bỏ về rồi. Anh đừng có gọi, chị cũng không bắt máy đâu. Chị sợ chị Phúc hiểu lầm cho nên bỏ về đó. Cô ấy quá nhạy cảm. Mấy năm nay con nói với Phúc á, là lúc nào Hân cũng về đây phụ làm đám giỗ cho ba má hết á. Phúc nói là bình thường mà. Anh Hai, phụ nữ nói bình thường có nghĩa là không bình thường đó. Anh nghĩ Phúc không phải vậy đâu. Anh Hai, lúc nãy em thấy chị bỏ về, thấy tội tội hay sao á. Đồng ý á, là trước đây á, chị có quá đáng với nhà mình thiệt. Nhưng mà mấy năm qua á, chị cũng có thay đổi rồi. Tiếc là... Anh Hai, em có thể gọi chị Phúc là chị Hai được không? Chắc chắn là được rồi. Bắt đầu từ bây giờ á, em gọi chị Hai cho nó quen đi. Dạ. Em hơi mệt, anh đưa em về khách sạn nhé. Sao về em không ở nhà mà ở khách sạn vậy? Em về cùng với một người bạn, ở khách sạn sẽ tiện hơn. Chị có nhờ Dượng Kiệt tư vấn cho chị em mình trong thời gian này. Chị đừng làm phiền anh ấy. Sao vậy? Dạ. Em ra ngoài lấy chị hồ sơ nhập hàng tháng này đi. Cảm ơn em. À, xin lỗi, em tới trễ. Để em đi pha cà phê cho mọi người. À, em không được quan nghênh à? Đâu có ai mà không quan nghênh người nhà mình đâu. Thôi, mình bắt đầu họp nha. Dạ. Vấn đề lớn nhất hiện nay của chúng ta là chuyện chúng ta bồi thường chậm đơn hàng. Họ là khách hàng mới, họ nhất định không thương lượng, quyết phạt theo hợp đồng. Mọi người có phương án nào khác không? Hiện tại thì chị đã liên hệ một số ngân hàng làm hồ sơ xin vay, nhưng mà vẫn chưa chốt được lãi suất. Chị có nghĩ tới phương án tìm thêm cổ đông không? Em ủng hộ phương án này. Chị sao vậy? Chị thấy hơi chóng mặt. Hai người họp trước đi nha. Chị về phòng lấy thuốc á. Để đưa thuốc cho chị. Thôi, chị về phòng uống thuốc, chị nghỉ một chút rồi chị quay lại. Em không ngờ chị cũng thích làm bà Mai đó.
để coi chị có cơ hội nhận được cái đầu heo không. Công việc quan trọng hơn chị hai à? Hạnh phúc của em gái chị là quan trọng nhất. Nhân à, mấy hôm nay em có gặp Phúc không? Anh gọi cho Quế không được. Chị Phúc có nói là đi với bạn ạ. Vậy à? Vậy tại sao anh gọi cho Quế không được? Em có biết không, từ ngày Phúc về tới bây giờ thái độ của Phúc lạ lắm. Anh rất là lo. Chắc không có gì đâu anh. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Em gặp chị Phúc sẽ bảo chị lập tức gọi điện cho anh. Ừ. Cảm ơn em. Em chào anh. Chị về hồi nào vậy? Sao anh Kiệt gọi điện mà chị không nghe máy? Chị đi với bạn nên không tiện nghe thôi. Chị đi với bạn nào mà một cuộc điện thoại cũng không thể nghe vậy ạ? Từ từ em sẽ biết. Chị Hải, chị hẹn ra gấp có chuyện gì không? Dương ơi, Dương coi cái này đi. 12 giờ trưa mai, chợ cũ, 10 tỷ và an toàn của em cô, chọn đi. Sáng nay em mới nhận được tin là thằng Hùng nó trốn trại rồi. Chắc nó bắt cóc Hân đó chị. Chị muốn báo công an, nhưng mà chị sợ là sẽ gây nguy hiểm cho Hân. Mình không biết tụi nó nguy hiểm tới mức nào đâu. Nhất định mình phải báo công an. Mình đi nghe chị. Thêm tiền đi, sau này anh sẽ trả cho em cả vốn lẫn lãi. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Anh cũng không cần tiền của em. Nghe nói dạo này chị của em
giàu lắm đúng không? Tôi cấm anh đâu đến gia đình của tôi. Tôi cấm anh. Cuộc chơi này bây giờ anh quyết định. Và chị hai đã gom hết tiền rồi, nhưng mà vẫn không đủ tiền mặt. Chuyện này anh cứ để em lo. Anh Kiệt, nhanh. Có chuyện gì mà hai người căng thẳng vậy? Anh nói chuyện với chị Phúc đi nha. Em sẽ đi lo vụ kia. Em xin phép. Có chuyện gì vậy anh? Hằng đã bị bắt cóc rồi. Tụi anh đã báo công an, nhưng mà vẫn phải chuẩn bị đủ tiền chuộc để đảm bảo an toàn cho Hân. Em à, em không ngại để anh giúp gia đình Hân chứ? Nếu em nói rằng ngại, anh sẽ đứng ngoài chứ? Em đùa thôi. Em sẽ không ép buộc anh làm những gì mà anh không thích đâu. Vậy là mình vẫn còn thiếu 500 triệu. Lấy của anh đi. Anh có 200 nè. Chú nó đem tiền tới cho mình, giờ này cũng chưa đem tới nữa. Để anh lo số tiền còn lại. Ủa, sao mọi người nói đã báo công an rồi mà tại sao bây giờ vẫn đưa tiền chuộc nữa? Báo công an là để đảm bảo an toàn cho Hân thôi. Lỡ như công an giải cứu không thành công thì bọn bắt cóc thấy tiền nó cũng không làm hại Hân. Vậy bây giờ ai là người sẽ được tiền chuộc đây? Em. Sao lại là em? Nguy hiểm lắm, không được đâu. Anh đi cho. Tụi nó yêu cầu em đi, em không thể không đi. Nhưng mà anh Công à, bên công an họ hứa sẽ đảm bảo an toàn cho chị hai, với lại họ cũng cho mình đi theo mà. Anh cảm ơn em nha. Không có gì đâu anh. Lát nữa anh cứ để em với anh Công đi cùng chị hai là được rồi. Anh đã nói chuyện với chị Phúc rồi, em yên tâm. Anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Khó khăn lắm chị Phúc mới trở về đây. Anh hiểu mà. Chị hai à, chị nhớ cẩn thận đó. Chị biết rồi. Thường nè. Anh Công. Anh không có cản em. Mẹ anh tỉnh ở chùa về đưa cho anh, chạy xe giao hàng được bình an. Em giữ lấy đi. Em làm gì làm, nhưng phải nhớ là còn ba đứa con đang đợi em về đó. Em biết rồi. Em không sao đâu, anh yên tâm đi. Bỏ cái con xuống.
tục lừa đảo đi. Không được nhanh. Khỏi đâu. Cô Hân đâu? Cô Hân nào? Tôi không biết. Báo cáo, chúng tôi đã khám xét khắp phòng nhưng không tìm thấy được nạn nhân. Mẹ, sao bây giờ? Dạ mẹ. Mẹ mới qua. Dạ mẹ mới qua. Ủa sao mặt đứa nào cũng ngơ ngác vậy? Bộ lần đầu tiên mẹ tới đây hả? Con Hân đâu rồi? Dạ Hân nó ở trong công ty á mẹ. Mà sao giờ này mẹ qua đây vậy mẹ? Mẹ cãi nhau với ba. Dạ, em đi nhờ thôi, với anh Công nhà lo cho mẹ. Chị dùng Kiệt lên công an coi coi sao nha. Dạ. Để anh đi với hai người, dù gì có hai người đàn ông vẫn tốt hơn. Cũng được. Tôi biết cô đang đi với thằng Kiệt và thằng Công. Nếu cô để tụi nó biết tôi đã nhắn tin, cô sẽ không được gặp lại em gái của mình nữa đâu. Hân, có chuyện gì vậy? Chị hai, có chuyện gì? Em có việc gấp, có gì gọi mọi người sau nha. Chuyện gì vậy? Chị hai, Hân, Hân à, Hân, thì nhanh đi em. Hân, ủa, sao tự dưng người tứ tán mỗi đứa một nơi vậy? Còn có mình anh con là sao? Dạ, chị hai với anh ba thì về công ty, còn anh Công thì về trang trại rồi mẹ. Nhưng mà lý do gì tụi con tụ tập ở đây rồi mẹ tới một cái là tứ tán đi hết? Có chuyện gì? Dạ, tụi con... Tụi mình đừng giấu mẹ nữa. Chuyện gì vậy con? Dạ, thực ra tụi con tụ tập ở đây là để... Anh! Bọn con bàn kế hoạch mời bà và mẹ đi du lịch ạ. Trời đất ơi, có cái chuyện đó thôi mà cũng ấp a ấp úng nữa. Làm mày tưởng chuyện gì? Nhưng mà định đi du lịch ở đâu nè? Quên nữa, mẹ đang giận ba của con, thành ra là mẹ sẽ quyết định không đi du lịch với ổng nữa. Mẹ, cuối cùng mà xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Đầu dây mối nhợ á là cũng từ bà nội của con. Không 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 không, chú út của con. Không không không, thực ra là thím út của con thì đúng hơn. Tôi có tiền rồi, bây giờ làm gì nữa? Lên chiếc xe taxi phía bên tay phải cô đi. Chị hai à, chị hai đừng có đi chị hai. Ba, chuyện gì thì từ từ nói đi. Bây giờ á, cứu không phải là quan trọng. Chị hai à, em ơi đừng có đi mà. Bác Tài, đừng có đi. Bác Tài đừng có chạy, chúng nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm. Anh không cho đi đâu. Dượng ba. Thằng Hùng, mày. Hùng, Hùng. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại.
lại, đi lạ. Anh có sao vậy hả? Không sao đâu, đứng lại. Gọi cấp cứu đi. Thầy dạ. Hả? Chị hai. Em xin lỗi, vì nãy giờ mọi người lo lắng cho em. Xin lỗi gì chứ? Em sao rồi? Bác sĩ kiểm tra cho em kỹ chưa? Em không sao. Bên công an họ muốn lấy lời khai, giờ mình hẹn ngày mai để cho em nghỉ ngơi nữa. Cảm ơn anh. Thôi mình về đi, mẹ đang ở nhà đó. Nhưng mà em muốn mua bộ đồ mới. Không phải, mặc bộ này về thế nào mẹ cũng nghi ngờ. Mình đi nha. Chị hai nấu gì vậy? Em đói bụng quá à. Tôi biết sẽ đói bụng cho nên nấu sẵn mì nè. Trời ơi thơm quá. À quên nữa anh, em nghe nói là anh không bị thương hả chị? Anh có sao không? Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Còn trang trại của anh sao rồi? Cái kiểu dịch vụ của anh á, cho người thành phố thuê đất á, trồng trọt xong á rồi tự thu hoạch á, đang làm ra lắm. Chị hai nè, có khi nào chị nghỉ? Chị không biết nè. Một câu trả lời rất chung chung, không khẳng định mà cũng không phủ định. Bộ chị định cho anh công cơ hội hả? Chính xác là chị không nỡ tiếp tục cự tuyệt anh nữa. Nhưng mà nếu nói là sẽ cho anh cơ hội, chị không thể. Cũng đúng ha. Cái gì mà mình đánh mất rồi thì khó lấy lại lắm. Nè, đừng có suy chuyển của người ta rồi ra chuyện mình đi nha. Thôi, bên ngoài ăn đi nha, phải ngồi. Dạ. Thơm quá. Rồi, chị cảm ơn. Sao vậy? Chị hai à, đây là tô mì ngon nhất từ trước đến giờ em được ăn đó. Ngon gấp 10 lần những tô mì khác mà chị hai nấu cho em ăn. Tại sao? Tại vì lúc ở trong căn nhà quen, cứ tưởng là em không được gặp lại mọi người nữa. Cái cảm giác mà mình sắp không còn nhìn thấy người thân của mình, sau đó được gặp lại họ, nó khó tả lắm. Thôi,
mấy cái chuyện không vui đó đừng có nghĩ tới nữa. Cái điều chị lo nhất bây giờ là thằng Hùng vẫn chưa bị công an bắt. Dường Kiệt có dặn á, từ giờ trở đi em chỉ nên ở trong nhà thôi, còn nếu có đi đâu là phải đi chung với mọi người nghe không? Dạ. Thôi ăn đi. Chị đâu mà sớm vậy? Chị đưa bạn đi giới thiệu với em. Dạ. Nhân. Anh kia, anh đi với em ra đây một lát. Đi. Có chuyện gì vậy? Cứ đi đi rồi em sẽ nói. Đi đi. Không được, anh có hẹn khách ở đây mà, có chuyện gì á. Làm ơn đi với em đi. Đi. Không anh được kia. Mà để em giới thiệu, đây là anh Kiệt, ba của bé Thương. Còn đây là anh Quý, chồng sắp cưới của em. Chào anh. Phúc à, anh không thể để nào mất em đâu Phúc à. Anh mua em ra. Anh làm cái gì vậy? Mua em ra đi. Anh tránh ra đi, không có liên quan gì anh. Em đi ra đi. Mua em ra. Anh nghe được đó, buông cái ra. Anh tránh ra đi. Anh tỉnh lại đi. Chị phải về lo cho anh Quý. Có gì nói chuyện sau nhé. Chị à, có phải chị có nỗi khổ gì không? Chị nói cho tụi em biết đi. Bất kể là chuyện gì, bọn em cũng có thể giúp chị mà. Hai đứa đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đơn giản là vì chị đã tìm hạnh phúc của mình. Thế thôi. Em không tin. Không tin thì cũng đành vậy. Ôi hay, sao mai về thế này nhỉ? Chú à, chú không hiểu. Thật sự chú không hiểu. Mới mấy hôm trước thôi, thằng Nhân nó còn báo với chú là con và thằng Kiệt vui vẻ lắm mà. Chú à, lần này con về đây là để làm rõ mối quan hệ của mình với anh Kiệt, chứ không phải để hàn gắn. Mấy ngày qua con chưa nói là vì chưa tìm được dịp thích hợp thôi. Chị mà, anh Kiệt đã chờ chị suốt 3 năm trời đó. Chị có biết á, là năm nào anh cũng đi lang thang mấy tháng trời để tìm kiếm chị không? Phúc à, anh Quý là một người rất tốt. Con tin là cả nhà mình sẽ rất thích anh ấy. Vậy còn bé Thương? Con bé muốn được ở cùng với ba nó. Con nỡ xa con của con sao? Con không bao giờ muốn điều đó. Nhưng đây là sự lựa chọn của con bé. Ba năm trời, cuối cùng thì cũng tan đàn sẽ nghe. Tụi con có nghĩ như ba không? Chuyện chị Phúc để bé Thương rời xa chị quả là một điều không bình thường. Hay là do anh Quý không thích bé Thương? Lấy mẹ mà không lấy con, nghe là không ưa rồi. Đưa ba về nhà dì con. Chị nghe nè Minh. Em nói cái gì?
Có phải chị giận anh Kiệt vì anh ấy qua lại với tôi không? Chúng tôi chỉ là bạn. Tôi đâu nhỏ mọn như vậy. Vậy thì tại sao chị lại đối xử với anh Kiệt như vậy? Anh ấy đã đợi chị 3 năm. Vì người tôi yêu bây giờ là anh Quý. Chị, tôi biết, tôi biết là điều này sẽ làm anh Kiệt tổn thương, nhưng mà tôi cũng cần phải sống đúng với cảm xúc của mình chứ. Yên tâm đi, thời gian sẽ xoa dịu đi mọi thứ. Thời gian bao lâu nữa chứ? Thực ra tất cả những gì anh Kiệt làm cho tôi là vì trách nhiệm thôi. Không phải. Phải. Tất cả mọi thứ anh ấy làm chỉ là xoay quanh 2 chữ: bù đắp. Anh Kiệt nói với tôi là anh ấy yêu chị. Mọi việc sẽ kết thúc khi tôi lấy chồng. Chị Phúc à, tôi có việc rồi, tôi đi trước.